như chú trách ngoài đàn nén rồi chứ. Chú trách ngoài đàn nén rồi sao thầy gần nén. Đúng 23 thì giờ vì. Bệnh này cô nói cho là đâu có biết hồi nào cháy đâu, mạnh vào chứ chạp cháy cũng có. Nước mà rầm chạy mạnh dữ thì cháy không nước kìa. Tuổi đó nó mới có 15 tuổi mà nó đau thì nó đi không có nổi. Mà cô nghĩ là không biết nó đau có bệnh gì, cái chồng nó đau nặng quá đêm chứ như ông bác sĩ gì đó. Bác sĩ giá đó ông lộn dưới đó rộn ngủ mà nó cường lách đó, ông kia nó cường lách. Ngủ có ngon rồi nè, hơi ngon mà nó chạm. Rồi ông lấy cái con đó, ông nói đi nếu mà bây giờ mình có ông coi thì ông dẫn vô coi, nó còn sống. Ông kia ngủ chứ không ngủ là đĩa nó đâu, em cái thứ gì ngủ là nó hút hay là con người mình nó không có chắc gì hết. Mình biết tin là nó bị bỏ đi. Cố gắng qua cuộc sống chứ nếu không cố gắng mà chắc rồi rồi chết rồi nản rồi. Cứ cực tự nhiên nghĩ thì là mình mạnh hay thôi. Cô đâu có lộn gì đâu. Bây giờ không có lộn được. Cháu biết xong lộn cái quỷ ta đây là nó bể cái mạch máu ra là phải đi ái lệ. Nên không có dám lộn, không có lộn nản. Không có ước mà gì hết kìa. Đi bộ cháu đâu có đi thề được đâu. Chứ không chạy chiều cứ ở ngoài chứ không có gì đâu. Sống được không đâu được, chứ còn có thuốc thôi một phần, bác sĩ một phần, chứ còn không điều trị được người thôi. Có chú cố gắng, cũng như không đa vậy, đi được không nữa đi. Có người mới dạy đi tập thể dục đi, để cho người mình cũng như mình đi cà, mình đồng ruộng ấy, cho nó khỏe người. Bây giờ ngón tay bao giờ qua bà con mà đào thấy không có lộ gì ra đồng bọt hết. Lộn thấy đâu, có nuôi gò nè con gì bóp tầm bậy bọa thôi chứ đâu có lộn gì được đâu. Già ruộng đó, mấy năm ổng mạnh ổng lộn chứ cô đau hơn năm nay đó, cô đâu có lộn, già cho nó lộn ấy. Chứ có lộn gì nổi đâu.